Đây là bài 8 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của hội quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Trong đoạn hội thoại trên có nhân vật một cô gái trẻ, trong tiếng Trung nói là xiao jie. Xiao jie. Xiao. Xiao. Jie. Jie. Xiao jie. Xiao jie. Hãy nói cô ơi, chị ơi. Xiao jie. Xiao jie. Hãy nghe từ nhà ăn. Chán tiên. Chán tiên. Chán. Chán. Tiên. Tiên. Chán tiên. Chán tiên. Nhà ăn. Chán tiên. Chán tiên. Xin hỏi. Xin hỏi. Xin hỏi. Xin hỏi nhà ăn ở đâu? Xin hỏi nhà ăn ở đâu? Xin hỏi nhà ăn ở đâu? Xin hỏi Vương Tiểu Vân có ở đây không? Xin hỏi Wang Xiao Yun tại ma? Xin hỏi Wang Xiao Yun tại ma? Cô ấy đang không ở đây. Ta bú tại. Ta bú tại. Xin hỏi anh có biết bạn ấy đang ở đâu không? Xin hỏi, 你知道他在哪儿吗? Xin hỏi, 你知道他在哪儿吗? Hãy nói lại từ nhà ăn. Chán tiếng. Chán tiếng. Xin hỏi nhà ăn ở đâu? Xin hỏi nhà ăn ở đâu? Xin hỏi nhà ăn ở đâu? Hãy nói, chị ơi, xin hỏi nhà ăn ở đâu? Xiao jie, 请问餐厅在哪儿? Xiao jie, 请问餐厅在哪儿? Bây giờ hãy nghe cách nói tầng 2. 二层. Từ số 2. 二. 二. Tầng. 层. Tầng. Tầng 2 nguyên văn là 2 tầng. 二层. 二层. Ở tầng 2. 在二层. 在二层. Hãy nghe số 1. Yi. Yi. Số 2. R. R. Số 3. San. San. Số 4. Sư. Sư. Số 5. Ủ. Ủ.